thì số không luôn. Điểm cho kỳ sau 1-0. Trọng tài xác định bóng chạm tay cánh của bên phía Minh Cụ ra ngoài. Điểm cho kỳ sau 2-0. Một pha phát bóng ra ngoài của Kỳ Sơn đổi điểm cho Mỹ Cụ. 1-2. Mỹ Cụ phát bóng. Nỗ dung! Một pha đập bóng rất uy lực nhưng mà không qua lưới. Điểm cho Mỹ Cụ. 2-2. Thủ bóng không thành công.
một điểm cho Vĩnh Phúc 6-7. Vậy là chỉ cần một điểm số nữa thôi là sẽ sát bằng tỷ số cho Vĩnh Phúc. Điểm trong kỳ sân 12-11.
đội bóng không nhiều ở bên phía bên cạnh điểm cho Kỳ Sơn 14-11. Minh Cụ xin một ý lần thứ nhất ở hiệp thi đấu đầu tiên. You put down the phone.
thủ của BA. Minh Thủ rất kiên cường, rất nỗ lực cứu bóng. Yeah, it's over, it's over.